Xin chào các bạn, đây là cái máy lọc không khí sáp có cái tính năng lọc không khí, bù ẩm, khử mùi, diệt khuẩn, tạo ion của khách. Khách của em dùng được tầm 1 tháng, có mang đến để sử dụng dịch vụ vệ sinh. Đây các bác nhìn, đấy, đây cái màng lọc của nó này. Đây em cạo cạo một lớp bên ra cho các bác xem. Đấy, đối với cái máy lọc không khí này thì cái màng này là các bác rửa bằng nước này. Cái máy này khách nhà em thì không dùng được màng than vì các bác không thích màng than, đây là màng lọc bụi. Đấy, màng lọc bụi thì rất là bụi luôn. Đó, thì cái màng này thì không rửa được nước nhé. Cái màng này thì các bác sẽ lấy máy hút bụi hút nó đi. Đó. Đấy, đấy là rất là bụi luôn, thì các mọi người sẽ thấy được cái tác dụng lọc bụi của máy lọc không khí sáp như thế nào. Đấy, đây.